Một bức tranh trừu tượng, khi mà nhìn vào bức tranh các bạn có thể liên tưởng đến nhiều họa tiết, và đặc biệt cái họa tiết nổi bật chính ở trong sản phẩm này là gương mặt của một cô gái. Xin chào mọi người, hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến tất cả mọi người mẫu tranh sứ vẽ hình ảnh mặt cô gái đang được phân phối bởi thương hiệu gốm sứ Bát Tràng.info. Mẫu tranh mà hiện tại các bạn đang được nhìn là mẫu tranh sứ với họa tiết được vẽ thủ công bằng tay và vẽ được bằng là màu nhé, màu nung ở nhiệt độ cao. Với cái mẫu tranh sứ này thì màu sắc của sản phẩm sẽ bền vĩnh cửu với thời gian. Thông tin kích thước, chi tiết, giá của sản phẩm thì mình để ở trong video. Đối với cái mẫu tranh sứ thì rất dễ dàng cho việc lau chùi vệ sinh, bởi vì cái bên ngoài của nó là men bóng. Và riêng với tranh sứ thì màu sắc của sản phẩm gần như là bền vĩnh cửu với thời gian. Nếu như quan tâm đến sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đang đặt ở bên trên video. Cảm ơn mọi người, xin chào.